Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Đón Thủ tướng và đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay quân sự Palam, New Delhi, có Quốc vụ Khanh Ngoại giao Ấn Độ, Vụ trưởng Vũ Lễ Tân, Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, Đại sứ Việt Nam và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Ấn Độ, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên, đại sứ quán kiều bào Việt Nam tại Ấn Độ. Chuyến thăm của Thủ tướng diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Ấn Độ phát triển tích cực, với nền tảng quan hệ vững chắc và tin cậy chính trị cao, quan hệ kinh đảng, nhà nước, quốc hội và nhân dân được mở rộng, quan hệ quốc phòng, an ninh là trụ cột quan trọng. Dự kiến trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm, hội kiến, gặp gỡ với các nhà lãnh đạo cao nhất của Ấn Độ để thảo luận, đề ra phương hướng đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng cũng sẽ dự các diễn đàn, tọa đàm với doanh nghiệp hai nước. Tiếp các tập đoàn kinh tế hàng đầu Ấn Độ, phát biểu chính sách, thăm đại sứ quán và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ. Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị người đứng đầu chính phủ và là chuyến thăm chính thức Ấn Độ đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam sau 10 năm. Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính là một trong những nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được mời thăm Ấn Độ sau khi Ấn Độ bầu cử hạ viện và có chính phủ nhiệm kỳ mới.